Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 10. Số 57. Thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi. Năm Dân Quốc 20, 1931. Trong lúc cõi đời loạn lạc này, mọi việc nên đơn giản là hay nhất. Nếu bày thêm chuyện phụ thuộc thừa thải, có cũng được, mà không cũng chẳng sao, thì sẽ gây phiền phức lớn lắm. Quán Âm Linh Thiêm rất hay, nhưng nên cầu nơi chính mình. Quán Âm Linh Thiêm hay bị đọc trại thành Quán Âm Linh Xăm hay Quán Âm Linh Xăm, thường được người Việt biết đến dưới tên gọi Xăm Quán Âm, gồm 100 quẻ, mỗi quẻ có hình thức như sau. Thứ tự của quẻ, quẻ tốt hay xấu, thuộc cung nào trong 12 chi, một điển tích trong văn học Trung Hoa, rồi lời bàn, chẳng hạn như quẻ thứ hai Xăm Hạ Hạ, cung Tý, Tô Tần Hỏng Thi, thơ rằng, rồi đến lời bàn và lời nhận định chung cho toàn quẻ. Đây là một thứ hình thức bói toán bằng cách rút thăm do người Hoa chế ra. Hầu như bất cứ vị tiên thánh nào cũng đều có xăm, như Quan Thánh Đế Quân Linh Thiêm, Thiên Hậu Linh Thiêm, Đại Tiên Linh Thiêm, Tế Công Linh Thiêm, Lã Tổ Linh Thiêm. Ở đây, dựa theo niềm tin tưởng phổ biến vào sự bói toán, sinh xăm của người Trung Hoa, tổ đã khuyên dạy hãy nên chí tâm niệm Phật, tận hết sức mình để sửa đổi vận mạng. Nếu chân thành, thiết tha, không dối trá, sẽ tự được Bồ Tát gia bị. Nếu cái tâm cầu nơi chính mình không chân thành, Bồ Tát cũng khó gia bị được. Sách lịch sử thống kỷ, tôi đã bảo thầy Minh Đạo chiếu theo thư yêu cầu gửi đi, lại còn bảo gửi hai bộ Phổ Đà Chí, tổng cộng là 4 bộ. Một bộ ông tự giữ, một bộ đưa cho Hồ Phụng Trần, hai bộ kia tùy theo cơ duyên mà tặng. Sanh con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa, chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho lên mạ rồi thôi. Tất cả những chuyện trừ cỏ dại, bón, tưới, vân vân, đều nhất loạt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thâu hoạch được chăng? Như quan hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và đông con đều là loại kết quả này.
chỉ có mình cha của Diêm Đan Sơ, Kính Minh, là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên nhờ các vị hương thân trưởng thượng kềm cặp, khiến cho con ông được bổ vào hàng lâm, rồi làm quan to. Ông dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ. Nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng thương yêu của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ có một người chết. Đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo, so với nỗi thảm khốc của một lần chết nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Sợ ông chẳng tránh khỏi như vậy nên tôi phải nói toạc ra trước để đề phòng. Số 58. Thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chí hướng vẫn cao, khuôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Hãy nên biết, học thánh, học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc, lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn, vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật.
trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ. Đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tức tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh Thi chép: chiến chiến cành cành, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phù. Tức dè dặt đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, hai cuốn Thọ Khan Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khan Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý, mỗi người một cuốn. Y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh, Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y, thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh, bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh, thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giác 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi.
số 59, thư trả lời cư sĩ Kim Thiền Sanh. Năm Dân Quốc 20, 1931. Trong đời trước, con người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật Pháp, hãy nên sốt sắng tu trì để mong tiêu trừ tốt nghiệp, siêu độ oan gia. Tất cả oan gia tuy khó cởi gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm Bồ Đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kết nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị nghẹn hơi chẳng phải vì thân thể yếu đuối, mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm. Nếu niệm không được thì tâm hãy thường tưởng nhớ, nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm. Không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển, tâm nhớ, lâu ngày nghiệp ấy sẽ tiêu. Từ rầy, phàm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm. Ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc bẽo thì chẳng đạt được phước gì. Nếu lại còn khắc nghiệt, hiểm độc, gian xảo thì giống như đảnh núi chót vót, mưa đẫm cách nào cũng không nhận được, bất cứ cây cỏ gì cũng không mọc được. Thư số 60, thư trả lời cư sĩ Các Chí Lượng. Năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước nhận được thư, Khôn Ngăn mừng thẹn đến cùng cực. Vui là vì dường như cư sĩ đã có cơ chuyển biến, chẳng còn cậy mình thông minh như trước, nói bừa đạo lý, tôn sùng khoa học, miệt thị Phật Pháp. Thẹn là vì tôi là một ông tăng vô tri vô thức, tầm thường chỉ biết cơm cháo. Nếu ai học theo tôi đều thành thân phận ngu phu ngu phụ. Muốn làm bậc đại thông gia, hãy nên bái một vị đại pháp sư dựng cao tràng pháp để khỏi uổng cái tâm quy y. Nếu thờ quan làm thầy, sau này do quan vô tri vô thức sẽ hối hận bỏ đi, hóa ra làm một phen làm chuyện vô ích. Nhưng quan là kẻ thẳng tánh, ăn nói thẳng tuột, ông đã lầm lẫn gửi thư cho quan. Cố nhiên quan không dám chấp nhận, nhưng cũng chẳng ngại trao đổi mấy câu để giúp cho việc lập thân hành đạo
liễu sanh thoát tử mai sau. Như kẻ không chân chỉ đường, dẫu chẳng thể đi được một bước, nhưng chẳng ngại gì hỏi tới, để nhờ đấy mà về được nhà. Những gì ông nói đều toàn là cậy vào ý kiến của chính mình, chẳng lấy thật lý, thật sự làm chuẩn. Nay ông đã biết sai, ắt phải cực lực đối trị tập khí ấy. Không trừ được tập khí ấy thì mỗi một cử động đều có thể tổn phước, chuốc họa. Câu nghi vấn đầu tiên của ông chính là lời hủy báng, chứ tuyệt đối chẳng phải là nghi vấn. Dùng chữ nghi vấn chính là chơi chữ để che đậy. So với chuyện nói thẳng thừng là không tin, lỗi lầm ấy còn lớn hơn nữa. Nếu vẫn cứ giữ thói ấy, chẳng biết sửa đổi, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Thuốc hay đắng miệng, không biết cư sĩ có chịu uống hay không. Thư số 61, thư trả lời cư sĩ Vương Tâm Thiền, năm Dân Quốc 20, 1931. Mẹ ông đã có thể niệm Phật, thì hãy nên bảo các cô con dâu cùng bầu bạn niệm Phật với mẹ. Lại nên khuyên cụ ăn chay trường để trở thành đạo nghiệp cho mẹ, đó là hiếu. Nếu chỉ nghĩ đừng niệm Phật, sợ nhọc nhằn tâm lực, đừng ăn chay, sợ rằng chẳng hợp phép dinh dưỡng là hiếu, thì lòng hiếu ấy giống như la sát nữ yêu thương con người vậy. Lòng hiếu ấy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, khiến cho cụ vốn có thể liễu sanh thoát tử lại đâm ra ở mãi trong sanh tử. Lòng hiếu ấy chính là lòng hiếu đã xô xuống giếng lại còn quăng đá, khiến cho mẹ ông chẳng được siêu sanh, đọa lạc suốt kiếp. Hiếu thì có hiếu đấy, nhưng chẳng biết hiếu như vậy hóa ra là ngỗ nghịch. Ông đã làm công chức, về mặt thành tích chẳng cần phải thể hiện vẻ tu trì, nhưng trong tâm địa há chẳng thể thường ức niệm ư? Giống như ông nhớ mẹ, ai cấm ông trong tâm thường nhớ nghĩ mẹ? Ông nêu ra những sự trở ngại ấy hoàn toàn là luận trên hình tích, chứ không phải luận trên tâm địa. Hiện nay thời cuộc nguy ngập như thế, nếu vẫn chẳng chịu thầm niệm Phật trong tâm, chuyện tương lai rốt cuộc chẳng biết giải quyết ra sao. Ông đọc văn sao, gia ngôn lục, những gì nói trong ấy chẳng đủ để giải quyết mối nghi của ông.
cứ cần phải có một lá thư vài trăm chữ mới thỏa lòng mong ngóng. Đều là do thường ngày chẳng chịu thể hội, quán sát mà ra. Hãy nên dùng lòng chân hiếu để khuyên lương các nàng dâu và thường xuyên tự hành mật niệm, niệm thầm thì lợi ích lớn lắm. Số 62, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Năm Dân Quốc 20, năm 1931. Pháp môn tịnh độ chú trọng nơi tín nguyện. Có kẻ chẳng biết cho nên hoặc cầu phước báo nhân thiên, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật Pháp, độ thoát chúng sanh. Những loại tâm niệm ấy đều phải trừ khử sạch sẽ. Nếu có mảy may sẽ chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Không vãng sanh thì tuy một đời, hai đời chẳng mê, chắc chắn khó lòng vĩnh viễn chẳng mê. Hễ mê thì do có phước tu trì, bèn tạo nghiệp đáng sợ lắm. Ác nghiệp đã tạo, ác báo tự xảy đến. Cầu thoát tam đồ chỉ sợ chẳng có ngày đâu. Lại nữa, người niệm Phật phải nên khuyên quyến thuộc trong nhà cùng sanh tín tâm, cùng thường niệm Phật để chuẩn bị cho cha mẹ và các quyến thuộc trong nhà người ấy. Hễ có ai mạng chung liền trợ niệm cho. Nếu không, chẳng những không thể giúp cho người sắp chết giữ được chánh niệm, mà trái lại còn làm cho người ấy sanh khởi những tâm sân hận, ái luyến, vân vân. Tắm rửa sẵn, thay áo làm mất chánh niệm. Nếu dời động khiến cho người sắp mất bị đau đớn bèn sanh sân hận, sân hận thì có thể đọa vào loài độc trùng. Nếu đối trước người sắp mất khóc lóc, người ấy liền sanh ái luyến. Những chuyện này đều làm mất chánh niệm, vĩnh viễn không mong chi được vãng sanh. Buồn thay, người không niệm Phật còn chẳng đến nỗi bị tổn hại lớn, chứ người niệm Phật hễ bị phá hoại, chánh niệm mất sạch, muốn được vãng sanh trọn không thể được. Từ đấy luân hồi trong lục đạo suốt kiếp dài lâu đều là do bị bọn quyến thuộc ấy gây nên. Nếu bọn họ chẳng phát tâm thì nên đem chuyện thời cuộc nguy hiểm, hễ chí thành niệm Phật, chắc chắn gặp dữ hóa lành ra khuyên lơn. Nếu là nữ nhân mà chịu niệm Phật thì chắc chắn không bị đau khổ trong khi sanh nở. Nếu nữ nhân lúc bình thường chẳng biết niệm Phật, khi sanh nở hết sức đau khổ mà chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức an nhiên sanh nở. Điều này linh cảm tột bậc. Hãy nên nói với hết thảy bạn bè,
và những người quen biết, khiến cho họ ai nấy đều được sanh con tốt lành, lại còn làm cho cả mẹ lẫn con đều được yên vui, cùng gieo thiện căn. Có kẻ ít hiểu biết cho rằng lúc sanh nở lõa lồ bất tịnh, hễ niệm sẽ bị tội, chẳng biết đây là chuyện liên quan đến tánh mạng, chớ nên đem nghi thức lúc bình thường vô sự mà bàn. Ví như con cái té trong lửa, nước, vừa gọi cha mẹ liền đến cứu giúp ngay. Chắc chắn chẳng vì con cái mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà không cứu. Nếu do vậy mà chẳng cứu thì cũng chẳng đáng gọi là Phật, Bồ Tát. Nếu là lúc bình thường, cố nhiên nên cạn lòng thành, tận lòng kính, chẳng được lấy chuyện trong khi sanh nở làm lệ. Con người chẳng có ai không yêu thương con cái. Nếu dạy con cái niệm Phật, niệm Quán Âm từ nhỏ, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà chẳng hay chẳng biết. Huống chi kẻ tự mình thường niệm Phật, lúc lâm chung ắt càng chẳng nên khuấy rối, càng phải dùng niệm Phật để giúp đỡ ngõ hầu người ấy quyết định vãng sanh Tây Phương. Trong hiện thời, niệm Phật, niệm Quán Âm, gặp dữ hóa lành là điều chắc chắn. Quan già rồi, tinh thần chẳng đủ, chỉ nên đọc kỹ văn sao, y theo đó tu hành sẽ liền được lợi ích. Đừng nên thường xuyên gửi thư để khỏi tự phiền, phiền người. Số 63. Thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt, tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình. Con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12-13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất toại, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ một
bề mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất loạt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cũng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ. Miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ quá lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật, chắc chắn chẳng mắc quả sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói, lõa lồ bất tình niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người chăm sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được.
Thư số 64. Thư trả lời Sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Năm Dân Quốc 20, 1931. Người niệm Phật hãy nên cung kính, chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình. Vì thế có thể cảm ứng đạo giao. Lại nói, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất. Hay nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, tức tam muội. Ấy là bậc nhất. Tam ma địa còn dịch là tam muội, tam ma đề, tam ma đế. Dịch ý là đẳng trì, chánh định, định ý, điều trực định hay chánh tâm hạnh xứ. Có nghĩa là xa lìa hôn trầm, lao chao, chuyên tâm trụ vào một cảnh. Do quá nhiều ý nghĩa, chữ này thường được dùng dưới dạng dịch âm, chứ không dịch nghĩa. Thông thường, tam ma địa được hiểu là quán tưởng ngưng lặng cho trí huệ rạng ngời, để đoạn trừ được hết thảy phiền hoặc, hồng chứng đắc chân lý. Nói khiến cho tâm, miệng, tai đều được rõ ràng, chính là pháp tắc nhiếp trọn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt, mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài. Thân cũng chẳng đến nỗi láo xược, phóng túng. Người đời nay niệm Phật, phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Lại nữa, khi không niệm Phật, vọng tưởng tuy nhiều nhưng không cách nào biết được. Chứ không phải là lúc không niệm thì không có vọng tưởng. Ví như đối với hư không trong nhà, dẫu mắt cực tốt cũng không thể thấy được bụi bặm. Nếu từ khe cửa sổ soi vào một tia nắng, sẽ thấy bụi bặm trong tia nắng trao lên, đảo xuống không khi nào ngừng. Khi ánh sáng chưa chiếu đến nơi, vẫn chẳng thấy có bụi bặm. Vì thế, biết rằng, khi niệm Phật mà nhận biết có vọng tưởng, thì đấy vẫn là cái hay của việc niệm Phật. Lúc không niệm Phật, hoàn toàn bị vùi lấp trong vọng tưởng cho nên không biết. Lại nữa, pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha,
hễ có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm, thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy, đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện, cầu sanh Tây Phương. Thực sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo, vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản tâm của chính mình, như vậy thì càng tinh tấn, dũng mãnh. Những thứ vọng tưởng ấy càng nhiều càng lớn. Nếu chẳng giác chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy, thì sau này vẫn bị ma dựa phát cuồng. Há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế, phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Thực hiện công khóa thì nên y theo chương trình của công khóa. Khi đi kinh hành, niệm Phật xong trở về chỗ, niệm thêm danh hiệu hai vị Phật Thích Ca, Dược Sư cũng không ngại gì. Luận theo mặt lý thì lễ Phật trước khi chưa niệm chính là lễ Phật Thích Ca. Người đời phần nhiều xử sự theo tình cảm, không ai chẳng cầu tiêu tai, tăng tuổi thọ. Vì thế, niệm thêm Phật Dược Sư. Thật ra, oai thần công đức của A-di-đà Phật bằng với oai thần công đức của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chứ không phải là niệm A-di-đà Phật chẳng thể tiêu tai, tăng tuổi thọ. Số 65. Thư trả lời cư sĩ Trần Kỳ Sương. Năm Dân Quốc 20, 1931. Xem bài văn phát nguyện đã tu chỉnh, có thể nói là đại nguyện. Đối trước Phật phát nguyện, hãy nên bày tỏ giản lược. Bài văn phát nguyện do các hạ đã soạn chính là lời phát biểu trước người khác và lời đề xướng, hướng dẫn. Sao có thể gọi là bài văn sánh bằng bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì? Nào có hữu ích chi đâu?
hiện thời rõ ràng là một ông tăng phàm phu đối trước Phật phát nguyện mà vẫn dùng hai chữ thường hạ, thì thật là thất lễ quá sức. Thượng hạ là cách tôn xưng danh hiệu một vị tăng. Chẳng hạn, thay vì nói sổ sàng, kính bạch hòa thượng Trí Tịnh, ta thường nói kính bạch hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh để tỏ lòng tôn kính. Ở đây, ông tăng tự xưng pháp danh của mình mà cũng thêm vào hai chữ thường hạ nên bị tổ chê là thất lễ. Công khóa do các hạ đã lập ra, nếu tuyệt đối không có chuyện gì thì còn có thể thực hiện được. Chứ nếu có cha, mẹ, vợ, con, lại còn phải chữa trị khắp các chứng bệnh, không ai mời mà từ chối được. Chỉ nội một chuyện này đã có thể ứng phó được, huống gì là công khóa sớm, trưa, chiều ư? Các hạ và quan hoàn toàn khác đường. Quan một bề giản lược, các hạ một mực phô trương, xin đừng lui tới tốt hơn. Sách Long Thư, Tịnh Độ Văn, dạy niệm 36 vạn ức 11 vạn 9.500 đồng danh đồng hiệu A-di-đà Phật. Chuyện này nên luận trên phương diện dụng công, chớ nên luận theo phương diện nhiều hay ít. Nếu đem so sánh một câu này, tức câu niệm 36 vạn ức 11 vạn 9.500 đồng danh đồng hiệu A-di-đà Phật, với chuyện chỉ niệm 6 chữ Phật hiệu, thì tuy mỗi ngày niệm được 10 vạn câu, niệm suốt trăm năm vẫn chẳng bằng được số lượng Đức Phật trong một câu này, tức là số lượng Đức Phật được niệm bởi kẻ niệm 6 chữ niệm suốt một đời chẳng bằng số lượng Đức Phật được niệm bởi một câu này. Nhưng kẻ niệm một câu này dẫu có tín nguyện vẫn chưa chắc có thể được vãng sanh. Còn kẻ niệm 6 chữ suốt đời nhưng có tín nguyện thì chắc chắn có thể vãng sanh. Sở dĩ có tín nguyện mà vẫn chưa chắc được vãng sanh là vì tâm không chuyên nhất. Thêm nữa, ỷ vào số lượng Đức Phật niệm trong mỗi câu rất nhiều sẽ rất dễ nảy sanh giải đãi. Không miên mật trì danh hiệu Phật nên vọng tưởng khó thể khuất phục được. Nên y theo quy định do chư tổ đã thành lập mà niệm 6 chữ danh hiệu, đừng tính toán nhiều hay ít. Phải biết A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân, tức là một danh hiệu. A-di-đà Phật này gồm trọn danh hiệu của 10 phương tam thế hết thảy chư Phật. Nào phải chỉ có 36 vạn ức 11 vạn 9.500 mà thôi ư? Ai nấy đều có tâm, có hành, có chí khác biệt. Đã hỏi đến bèn chẳng ngại gì nói thẳng. Đã khác đường lối, ắt chẳng nên gặp gỡ. Quan là kẻ vô tri, vô thức, nào đáng gọi là bậc tông tường của tịnh độ? Há chẳng khiến cho người ta hổ thẹn, không trốn chung thân ư? Tông tường, tường là người thờ,
bậc sư trưởng có thể đào tạo các đệ tử thành tựu giới, định, huệ. Phẩm đức kim ưu ví như người thợ khéo chế tạo vật dụng tinh vi nên được gọi là sư tượng. Vị thầy có thể hoằng dương mạnh mẽ một tông cũng giống như vậy, nên được gọi là tông tượng. Số 66. Thư gửi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Trước kia, ông Trần Dự Đường gửi thư đến cho biết có 6 người thiện nữ xin quy y, nhờ gửi thư về cho các hạ để chia ra giao cho những người ấy. Lại nói, bà thích nhà họ Nguyễn quy y lần trước, pháp danh Đức Chánh, chính là phu nhân của các hạ. Biết cư sĩ học Phật nhiều năm, người nhà đều được cảm hóa, thật đáng bội phục. Chẳng biết cư sĩ có tin tưởng chắc chắn nơi pháp tịnh độ hoành siêu hay chăng? Nay đã có nhân duyên này, chẳng ngại bày tỏ đại lược nỗi lòng. Suốt một đời Đức Như Lai đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn, tìm lấy pháp trực tiếp, nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn, đắc đại tổng trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ chứ chưa phải là chứng. Tổng trì còn dịch là đà ra ni, năng trì, năng giá, có khả năng ngăn che, đều có nghĩa là huệ lực, có khả năng gìn giữ, ghi nhớ hết thảy vô lượng Phật Pháp chẳng quên mất. Hiểu theo nghĩa rộng, tổng trì có nghĩa là khả năng ghi nhớ không quên mất. Từ một nghĩa, một Pháp có thể liên tưởng, nhớ được hết thảy Pháp, hết thảy nghĩa, không quên mất, không sai sót. Theo Đại Trí Độ Luận, tổng trì gồm có 4 loại là văn trì đà ra ni, tức năng lực nghe không quên mất. Phân biệt trí đà ra ni, tức năng lực phân biệt, biết hết thảy tà, chánh, tốt, xấu. Nhập âm thanh đà ra ni, hay khả năng nghe hiểu hết thảy mọi ngôn ngữ âm thanh, nhưng không đắm trước sân hận,
tự nhập môn Đà Ra Ni, tức nghe những chú ngữ bí mật liền có thể thông đạt thật tướng hết thảy các pháp. Du Già Sư Địa Luận lại nêu lên bốn loại khác là ngữ Đà Ra Ni, chú Đà Ra Ni, nhẫn Đà Ra Ni và nghĩa Đà Ra Ni. Do có nhiều loại tổng trì nên kinh luận thường nói là vô lượng tổng trì môn. Đại tổng trì là thông đạt bốn môn tổng trì nói trên. Người có thể thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì trong đời mạt quả thật chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó, phần nhiều đều là thác ngộ, lầm lẫn. Ít có kẻ ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liễu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng đủ mọi phương tiện để đối trị phiền não, tập khí từ bao kiếp đến nay, khiến cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó, nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sanh tử y như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu trì gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chém đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được. So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao trỗi hơn nhiều lắm, nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh hoặc đâm ra mê muội, đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé. Còn những kẻ tưởng lầm là ngộ, càng khỏi cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp tham thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời, một vực. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong những pháp môn đã được giảng trong suốt một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lời độn, bậc thượng thượng căn như các vị đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chẳng thể vượt ra ngoài pháp này, kẻ hạ hạ căn như phường đại tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong ấy. Chỉ cần có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì đều có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Nếu đã đắc tam muội và đã đoạn dứt phiền não, hễ được vãng sanh sẽ liền dự vào địa vị Đại Bồ Tát. Hết thảy pháp môn đều lưu xuất từ pháp môn này, hết thảy pháp môn đều quy hoàn pháp môn này, gọi là vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Dường như nông cạn nhưng sâu chẳng thể lường, tựa hồ nhỏ nhoi
nhưng lớn lao không gì chẳng bao trùm. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng cậy vào đạo thành thủy thành chung này. Sợ cư sĩ chưa gặp được người thật sự biết tình độ, chắc sẽ coi pháp này là thiển cận, bèn chuyên dốc sức nơi pháp thiền minh tâm kiến tánh, cho rằng hiểu biết được tự tâm là đã giải quyết xong rồi. Bởi thế, khôn ngăn dông dài một phen, nếu lời quan chẳng đáng tin, xin hãy đọc kỹ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và bộ văn sao của quan, sẽ chẳng nghĩ quan sai lầm bịa đặt. Nếu thật sự biết sự hơn kém giữa Phật lực và tự lực, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn còn chấp vào chuyện chỉ suy xét tự tâm, cho rằng hiểu được cái tâm chính là đạo, chẳng cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cổ nhân như sư Viên Quán, biết được quá khứ vị lai, vẫn chẳng thể liễu thoát. Viên Quán còn có tên là Viên Trạch, là một vị cao tăng đời Đường, không rõ sanh năm nào, quê quán tại đâu. Sư sống tại thành Lạc Dương, bẩm tánh hoạt bát, chất phác, thích nghiên cứu Phật học, nhưng cũng rất ưa tạo tác tài sản thế gian. Sư mua được nhiều ruộng đất, vườn tược, nên người đương thời gọi sư là không môn nông một phú nhân, hay phú nông chăn nuôi giàu có trong cửa thiền. Sư rất giỏi âm nhạc. Một người bạn tri giao của sư là Lý Nguyên, do cha là Lý Trừng bị giặc thảm sát, bèn cúng hết gia sản vào chùa Huệ Lâm. Mỗi bữa theo tăng chúng Huệ Lâm, chỉ ăn một bữa. Lý Nguyên ham học tiên thuật, luyện đan, nên bèn khẩn khoản yêu cầu sư Viên Quán cùng sang Tứ Xuyên triều bái các núi Thanh Thành, Nga Mi, vân vân, để cầu tiên dược. Viên Quán muốn từ Trường An đi theo ngõ Tà Cốc, nhưng Lý Nguyên muốn từ Kinh Châu đi vào Tam Hiệp. Hai người cứ dùng dằn tranh chấp cả nửa năm, không quyết định được. Đến khi Lý Nguyên cho biết ông ta không muốn theo đường Lạc Dương hay Trường An là vì không muốn chạm mặt những quan chức quen biết trong triều đình, Viên Quán bèn đồng ý đi theo lối Kinh Châu. Khi thuyền vừa đến Nam Hồ, gặp nước ngược phải cấm thuyền, trông thấy một phụ nữ mặc áo gấm đội một cái vò nhỏ ra sông lấy nước. Viên Quán trông thấy bèn cúi đầu buồn khóc. Sở dĩ ta không muốn đi con đường này là sợ gặp bà ta. Lý Nguyên hỏi, từ khi vào đến Tam Hiệp, những phụ nữ ăn mặc như thế này cũng không hiếm, sao với chỉ mình bà này sư lại khóc lóc? Sư đáp, bà này họ Vương, sẽ là nơi ta thác sanh. Bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sanh được, vì ta không chịu vào bụng mẹ, nay đã trông thấy không thể trốn tránh được nữa. Đợi đến khi ta sanh xong, 3 ngày sau đến thăm ta, ta sẽ cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm Trung Thu lại hẹn gặp nhau ngoài chùa Thiên Trúc ở tiền đường Hàng Châu. Sư nói xong liền tịch. Sự việc sau này xảy ra đúng như lời Viên Quán đã nói.
Khi trở về chùa Huệ Lâm, Lý Nguyên thấy sư đã ghi chép sẵn việc này trong một trang giấy kẹp trong một cuốn kinh. Mới biết sư biết trước nhân quả, nhưng vẫn không thể nào tránh né được. Sở ngộ về thiền của ngũ tổ giới, thảo đường thanh, người đời nay há có bén gót được chăng? Nhưng họ vẫn phải thọ sanh trở lại. Do vậy biết, phàm phu quyết định phải tu pháp môn đặc biệt cho Đức Phật khai thị, thì bất luận căn tánh như thế nào đều có thể liễu sanh thoát tử, do cậy vào Phật lực vậy. Nếu cậy vào tự lực, sợ rằng có mộng cũng mộng không được. Chẳng biết cư sĩ có chịu tin lời này hay chăng? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, Nhược Hữu Kiến Văn Giả, Tức Pháp Bồ Đề Tâm, Tận Thử Nhất Báo Thân, Đồng Sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.